Mệt mỏi rồi đó. Hay bạn hay dám hỏi không? Hỏi trả bài, hỏi trả bài, hỏi con câu gì Nguyễn trả lời 10 phút. Hai. Cho nó lên phản biện đi anh, nó chưa gỡ được bàn nào hết trơn, không đủ đẳng cấp để lên em. Thí dụ như muốn lên thì phải gỡ vài bàn để cho nó hay hay lên, nó phản biện nó mới vui với em chứ. Lên cho nó phản biện thôi, cho tụi mày lên phản biện tụi mày cũng hỏi thôi chứ làm gì đâu, tao trả lời thôi mà, đứa nào trả như đứa nấy. Xăng thì mắc nhất nhì thế giới. Ừ rồi, nói chuyện giá xăng cho bạn luôn nha. Bây giờ giá xăng á, đúng không, Việt Nam là một nước nhập khẩu xăng đó, thì thứ nhất Việt Nam mình á phải chịu gọi là cái sự gọi là sự biến động của thế giới về lĩnh vực xăng, đúng không? Đó. Và thứ hai nữa đó, rồi sau khi nhập khẩu như vậy á thì phải phân phối bán lẻ, đúng chưa? Và phải chịu một chính sách về thuế. Vậy thì thuế là cái gì? Thuế là một chính sách của nhà nước, của chính phủ áp lên những cái mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu để làm gì? Để cân bằng nền kinh tế vĩ mô, để tăng cái nguồn thu cho ngân sách, để xây dựng phát triển đất nước, những mục tiêu đề ra. Thì nói về thuế xăng ở Việt Nam á thì có hơi cao, cái đó là đúng đó. Nhưng mà cái thuế xăng nó cao dẫn tới cái giá xăng nó cũng cao, nhưng mà nói về cao nhất thế giới là không đúng nha. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ cho bạn coi giá xăng cao nhất thế giới. Việt Nam bây giờ nó thật với bạn, nó Duy không quan tâm tiền xăng mà, tại đời sống của Duy nó cũng cao rồi. Các bạn phải cố gắng làm cho đời sống của mình nó cao, tuổi trẻ mà, đúng không, mà làm phải có tiền chứ. Rồi xăng là như 20.000 lít phải không mấy bạn? Giá xăng cao nhất thế giới. Rồi, cao nhất thế giới ở đâu đây? Lâu quá không ấy, bạn chờ một chút nha. 10 nền kinh tế có giá xăng cao nhất thế giới, tích từ trang Việt Nam Economy. Thụy Sĩ nha bạn. Thụy Sĩ giá xăng là 39.300 đồng một lít. Rồi Duy đọc lướt thôi. Hy Lạp giá xăng cũng 39.300 đồng một lít luôn. Israel giá xăng 39.400 đồng một lít. Thổ Nhĩ Kỳ 39.500 đồng một lít. Anh 40.900 đồng một lít. Đan Mạch 41.000 đồng một lít. Rồi Italia 41.900 đồng một lít. Hà Lan 42.500 đồng một lít. Hồng Kông 44.600 đồng một lít. Na Uy 45.700 đồng một lít. Đó. Thì giá xăng cao nhất là ở Na Uy 45.700 đồng một lít, gấp đôi lần Việt Nam. Vậy thì Duy Nguyễn đọc ra 10 nền kinh tế có giá xăng cao nhất thế giới thì không có tên Việt Nam. Vậy thì tại sao bạn dựa vào đâu bạn nói giá xăng Việt Nam cao nhất nhìn thế giới? Có phải là bạn cắn bã và phun tùm lum không? Mà cái trình độ cắn bã phun tùm lum của bạn không trúng một cái điểm nào cả thì tại sao bạn tự đủ tự tin bạn đòi ở đây phản biện với Duy Nguyễn? Giá cá Đúng nhân không? nha. Hả? Rồi hỏi tới góc độ cá nhân, bạn mua được bao nhiêu lít xăng ở Việt Nam mà bạn rên, đúng không? Trong khi người dân Việt Nam người ta không nói gì cả, người dân Việt Nam người ta cảm thấy bình thường. Bây giờ thằng nào ra đường mà than giá xăng là bị đập bể mỏ, tại vì mày sầm lông quá, đúng không? Người ta đổ được thì mày đổ được, tại sao mày rên? À, còn bạn không mua được đồng bạc xăng nào ở Việt Nam hết, bạn rên là thấy bạn sai rồi. Mà đằng này bạn còn rên tầm bậy nữa, bạn rên không có đúng tầm bạ chỗ nào hết là không được nha. Đã nói với bạn rồi, nói về lịch sử phải nói về sự kiện cho nó chính xác, nói về kinh tế thì phải nói về con số cho nó khách quan. Đó là cái điều tiên quyết và cũng là cái điều mà gọi là căn bản bắt buộc mà Duy Nguyễn muốn các bạn muốn phản biện với Duy Nguyễn mà phải nắm được. Việt Nam có 20.000 lít xăng A95 đúng không bạn? Mà thật sự bạn Duy Nguyễn đổ đổ xăng nhưng không quan tâm. Mấy đồng bạc lẻ đâu quan tâm cái gì không biết nữa. Bây giờ cuộc sống mình đổ xăng mà quan tâm thì thôi thấy khó sống rồi đó. Bạn quan tâm xăng được thì bạn quan tâm điện được, điện được, nước được, nước được, chi phí đi chợ đều kiểu. Mẹ ngồi tính mấy chuyện sầm lông đó sao, tại sao không cố gắng tăng gia sản xuất, cải thiện năng suất lao động, làm thêm hai ba nghề kiếm nhiều tiền, ok? Nó lại than nợ công rồi, bạn than nợ công nên Duy Nguyễn Google với bạn nữa nè. Duy Nguyễn chỉ ra 10 nước nợ công cao nhất thế giới không có Việt Nam. Muốn than gì?